khi anh mong được một lần nói sai tất cả thay vì ngồi lặng im nghe em kể về anh ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em trái ngay mắt của anh vì dường như lúc nào chẳng một ai có thể càng được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Đừng ai càng ngăn tôi khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi. Ai cũng ước muốn khao khát được yêu, được chờ mong tới giờ ai nhặt đưa đón buổi chiều. Sáng đưa say, được ngắm một người nằm cạnh ngủ say. Đến nay lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để anh có thể ngắm em từ xa em ơi. Càng người sống mong chờ tu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay nhưng đường chung mãi mãi. Và từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ. Đến nơi em lùi bước về sau để thấy em rõ hơn, để anh có thể ngắm em từ xa em hơn. Cảm ơn sống mong chờ thu bé lại vừa bằng một cô gái. Hay anh vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay nhưng đường chung. Từ ấy ánh mắt anh hồn nhiên đến lạ. Vì sao không thể